đi ra ngoài vườn nha, đi ăn đi xuống cầu thang nha. Từ từ trời té cái không có ai đỡ. Đi từng bước trời té nước trơn trời. Bây giờ là mình đi ra ngoài để mà mình thu dọn chiến trường còn lại, xót mấy cái bí, cắt mấy cái đậu vô đây. Mùa đông lạnh lẽo buồn lê thê. Đây cũng là một chỗ trú đông nữa nè, bưng hết vô rồi còn cái chanh chưa bưng vô. Cô cha còn cái chỗ này, trời ơi, để con này nó lạnh nó te tôi à. Mấy trái đậu dài để giống mà mưa hôm rồi quên cắt. Quên cắt vô để nó thúi. Trời ơi, cái trái đậu nó bự rồi. Phải cắt đậu vô. Cái này mình cắt rồi. Ok ok. Đây là cây chuối nè. Đó. Chặt chuối vô ăn, nó cái chặt chuối vô là mỗi chuối mà không có làm. Đây, cây xương xăm để cắt xuống xong rồi đặng trùm nó lại. Cài phút cắt bí nha. Rồi chào các bạn. Đó là tổng khoản cái vườn nhà mình đó.